chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vừa tăng cường yếu xuống nước ta được một ngày, khối không khí lạnh đã suy yếu nhanh. Như tại thủ đô Hà Nội vào trưa chiều nay, trời tạnh giáo, có nắng và nhiệt độ tăng lên, quanh mức là 28 độ vào trưa chiều, cảm giác oi nóng xuất hiện. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa xa phía Tây Nam, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ thì chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông. Nhiệt độ vì thế mà có sự khác biệt giữa hai bên dãy Hoàng Liên Sơn. Nhiệt độ cao nhất ngày mai vào khoảng là 26 đến 29 độ ở phía Đông Bắc Bộ, còn Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ vào khoảng là 29 tới 32 độ. Thậm chí một số nơi như là Mường Tè, Mường La, Mường Lay, Tuần Giáo hay là Sông Mã, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt là 34-35 độ. Trong khi đó, tại phía Nam, mặc dù đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, nhưng tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn có khả năng lặp lại những cơn mưa dông trái mùa, tập trung tại khu vực phía Nam Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Nam Bộ trong thời đoạn ngắn. Tuy nhiên, một số nơi có thể xảy ra dông sét nên người dân cần lưu ý khi lao động hay di chuyển ngoài trời. Trong ngày thì hầu hết các nơi vẫn có nắng, trong đó thì khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi vẫn ở ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt vào khoảng 35 độ, còn các nơi khác thì nhiệt độ trưa chiều phổ biến trên 30 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường, thời tiết ít mưa nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Như vậy, trong 24 giờ tới, mưa chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối ở các tỉnh phía Nam, còn lại trưa chiều có nắng, thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 18 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!